Mừng vô cùng nếu dính vào căn bệnh cao đáp là gần như ngày nào ra đường cũng sẵn sàng là thuốc là một, sẵn sàng ngã là hai, chóng mặt vỡ trận là ba. Mà đã là gì? Đã là cảm nhận cái việc đấy đến rất gần khi trước khi đề có P90. Nhưng khi ngồi P90 thì cái thứ nhất mừng nhất là đi công tác khắp nơi. Hiện 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 tượng cao huyết áp là về cái mức ổn định với tuổi của mình. Vậy thì đến làm gì, không làm gì, đến làm gì? Và tôi là người chứng kiến được cái việc của mình là cao huyết áp. Cái việc thứ hai, cảm ơn P90 và những người đã mang về cho thị trường Việt Nam. Các bạn biết cái gì không ạ? Là giấc ngủ cho người lớn tuổi. Giấc ngủ cho người lớn tuổi. Người lớn tuổi giấc ngủ hết sức quan trọng. Do mấy thứ làm cho mất ngủ. Một là tăng độc AB trong bàng quang. Thứ hai là tiền liệt tuyến. Làm cho quá trình đào thải độc tố thông qua thận, nước tiểu. Gần như là ban đêm là có triệu chứng là tiểu đêm. Đã tiểu đêm rồi, cơ xin thưa anh chị là ba bốn lần rồi thì gần như là ngủ không được. Mai gọi là dùng cái từ là nhìn sức khỏe tiêu đường, tiêu điều. Nhưng T90 đã giúp tôi được là giấc ngủ rất sâu, khi không ngủ thôi, ngủ là ngủ rất sâu. Ngủ luôn. Đấy. Còn việc tiểu đêm thì đang phải theo dõi ở cái tiền liệt tuyến, thì nó là thuộc tuổi già rồi, không phải là căn bệnh từ các anh chị ạ. Tiền liệt tuyến, phi đại tiền liệt tuyến không phải là căn bệnh, tuy nhiên tuổi già sẽ sinh ra cái chuyện đấy, tức là chèn đường tiết niệu làm cho gì có thể ra hoặc không ra, có thể là tiểu đêm có triệu chứng nhưng ra lại không tiểu được. Thì cái việc này là canh các chị cố gắng. Khách hàng của chúng ta ấy là sau 18 tuổi, trên 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi. Và những người lớn tuổi là một tệp khách hàng rất cần thiết những kiến thức, những cái bằng chứng thật sự để giải quyết, để cho làm sao đấy, bằng con đường nào đấy các anh chia sẻ để cho khách hàng của mình hiểu được giá trị nhân văn của sản phẩm. Để rồi ít nhất đại gia đình của họ có thể có một máy, người già có, người trung niên có, người trẻ có. Và tôi đang là người nghiên cứu cái chuyện mà hôm trước các chị có chia sẻ cái việc ấy, tuổi chị em phụ nữ trên 30 sau 40 thiết yếu cho cái việc là ấm tử cung và các vấn đề về phần phụ, phần chính ở cái tuổi chị em. Vì đơn giản thế này ạ, nếu các anh chị mà không nghiên cứu cái chủ đề á về cái phần cơ quan sinh sản sinh dục của phụ nữ thì thật là có lỗi. Bởi vì tôi có những trường phái là gì, nghề của tôi là đi bán băng vệ sinh, cái loại băng vệ sinh mà thấm hút không trào ngược. Nhưng mà nếu băng vệ sinh mà là cái mặt ngoài bằng ni lông thì chẳng khác gì đàn ông đi nắng mà mặc áo mưa. Thì cần thiết cái chủ đề này nghiên cứu và rất cần các chị em chia sẻ để tôi truyền đạt lại, để tôi có thêm kinh nghiệm để nói chuyện với cộng đồng, nói chuyện với những người trẻ và nói chuyện với những bà mẹ đã già rồi nhưng có những đứa con dâu, đứa con gái, chia sẻ cho họ. Thế cái việc này các chị đừng có sợ, cứ mạnh dạn chia sẻ. Thì cái phần chia ở cái góc độ của người chia sẻ chắc là thời gian như thế cũng hơi dài rồi. Thì xin phép là MC và giảng viên rồi các Dạ bạn vâng ạ, vô cùng xin là dừng tuyệt vời, lại. cả nhà hãy thả cho bác hoàng thân của chúng ta những trái tim, những bông hoa đỏ thắm đi ạ. Và em Đỗ Hoàn xin biết ơn bác thân chia sẻ từ cái trái tim của mình, vô cùng tuyệt vời ạ. Và tiếp theo chương trình buổi tối ngày hôm nay còn có rất nhiều anh chị đang muốn chia sẻ và tiếp nối cái chương trình của bác thân, thì em Đỗ Hoàn xin chia sẻ cái kết quả của em Hoàn tiếp theo, vì bác thân đang nói là có nhiều chị em phụ nữ và tiếp theo cái chủ đề của bác thân đang chia sẻ, vì chính bản thân em Đỗ Hoàn là người trải nghiệm. Sau cách đây vài ngày thì em Hoàn có đi Thái Lan,
Thì tối cái hôm mà em Đỗ Hoàn đi về đi Thái Lan về thì không may bị cảm cúm, ho và nghẹt mũi không thở được, không nói được quý anh chị ạ. Và quyết tâm là không dùng thuốc tây, không đi ra tiệm thuốc tây mua thuốc nữa, mà em Đỗ Hoàn dùng máy đều đặn ngày 2 lần. Thì kết quả ngày hôm nay giọng em vẫn khàn khàn, nhưng em quyết tâm là không dùng thuốc tây quý anh chị ạ. Và đặc biệt hơn nữa là trong cái máy của mình có khuyến cáo là trong quá trình mà đang đến tháng của chị em phụ nữ là không dùng, thì em Hoàn lại mạnh dạn dùng luôn. Vì đúng ngày đó em Hoàn đang bị cảm, đang bị cúm, mà lại đúng ngày đúng tháng đang bị, thì em Hoàn trải nghiệm luôn và ngay để xem là có ra nhiều hơn hay không, để mình là người con trột bạch. Thì vô cùng là tuyệt vời, chỉ sau 2 ngày thôi, sau 2 ngày thì em Hoàn nói được, và cái giọng hôm nay là rất là trong, tức là cũng còn khàn khàn nhưng đã trong và khỏe mạnh hơn rất là nhiều rồi quý anh chị ạ. Cho nên là sau khi mà nghe anh Thân nói thì em Hoàn lại tự tin để em Hoàn chia sẻ cho cả nhà mình. Chúng ta hãy mạnh dạn lan tỏa cái giá trị của thiết bị B90 này đến với cộng đồng. Vì khi chúng ta hiểu, đúng ạ, giống như ngày xưa chúng ta đi tìm một người vợ hay một người chồng để chúng ta tìm hiểu, để chúng ta cưới, chúng ta phải tìm hiểu xem họ như thế nào. Thì thiết bị này cũng vậy, chúng ta hãy tìm hiểu nó đi. Thì khi hiểu rồi, trước đây em có tìm hiểu về một cái dòng có tần sóng tên hét. Chính vì vậy mà khi mà được chị Dung chia sẻ cái sản phẩm này, em đón nhận ngay. Vì khi biết được cái tần sóng này rồi, và đặc biệt lại có thêm xung điện từ nữa, nó giúp cho cơ thể mình cân bằng và kích hoạt. Đặc biệt là cái làn da của em Hoàn ngày hôm nay, cô bác anh chị, nếu như lần đầu tiên em vào Dung thì da không được sáng như thế này đâu ạ. Nhưng ngày hôm nay da của em sáng lên. Đó là 2 cái kết quả mà bản thân em nhận được trong thời gian rất là ngắn vừa qua. Còn mẹ chồng em với ông xã em thì còn có rất nhiều kết quả nữa, nhưng em xin phép chia sẻ ngắn gọn cái kết quả của mình, còn để cho các anh các chị được nói, vì em Hoàn lại nói nhiều thì các anh chị lại không có phần nói, đúng không ạ? Nên em bí mật cái kết quả của em mới cách đây 2 ngày thôi, để cho các anh các chị chúng ta lại có tăng thêm cái niềm tin để chúng ta lan tỏa. Giống như anh Thân nói, chúng ta hãy yêu và chúng ta lan tỏa từ cái trái tim của mình các anh chị ạ. Đó là những gì mà em Hoàn muốn truyền tải lại cho tất cả các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Em xin hết phần chia sẻ của mình. Và ngay sau đây em trân trọng kính mời một người anh mà em biết rằng là với thị trường Quảng Nam, Quảng Ngãi, anh đã làm và làm từ cái trái tim của mình. Ngày hôm nay thị trường của anh lớn mạnh rất là nhiều. Vậy thì em xin phép được mời anh lên đây để chia sẻ cái cảm nhận của mình cũng như là cái kết quả anh trao gửi đến cho cộng đồng trong thời gian rất là ngắn vừa qua khi bắt tay cùng với tập đoàn Olilife và thiết bị trị liệu B90 ạ. Em trân trọng kính mời anh Nguyễn Đức Thành ạ. Anh Thành ơi, mở mic ra đi ạ. Vâng, xin chào cả nhà, xin chào các lãnh đạo. Mình tên là Nguyễn Đức Thạch, hiện đang sinh sống tại Quảng Ngãi. Và mình cũng đang chăm một số khách hàng. Nói chung là thời gian thì nó cũng chưa được nhiều lắm. Cho nên là, nhưng mà mình cũng nhận được nhiều giá trị từ những cái người khách hàng của mình chăm. Và khách hàng cũng quan tâm và nói lên được cái kết quả và cũng cải thiện được sức khỏe, cải thiện được làn da và giấc ngủ đó. Và chẳng hạn như cái video mà hồi sáng mình đưa lên đó, là video là của một bà chị đó, bà chị đang chăm cho một người bị ung thư, và người đó là cũng tầm 60 mấy tuổi rồi, và chị đó là chuẩn bị đi xạ trị. Thì trước khi mà xạ trị thì bác sĩ cũng cũng bổ là về ăn uống cho nó đủ chất, đủ hồng huyết cầu để tăng hệ miễn dịch để mà ra còn vào thuốc. Thì chị đó trải nghiệm là nói chung là mới có 1 tuần lễ thôi, nhưng mà cũng cải thiện được giấc ngủ nè. Là chị đó là bảo là bị sưng cái tai đó, nhưng mà bác sĩ bảo là cố gắng làm sao cho nó xẹp xuống để mà mới rơi vào thuốc được. Thì chị đó mới 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 chăm, mà vừa dùng trị liệu mà vừa dùng dinh dưỡng, mà cái dinh dưỡng này là nó là thực phẩm chức năng đó,
và nó là cái thực phẩm chức năng mà nhập từ Mỹ về, mà nó ra thì chắc mọi người cũng biết vì cái sản phẩm đó là nó đang tài trợ cho đoàn thể thao Việt Nam của mình đó, và sản phẩm đó là sản phẩm Herbalife, và mình là trước đây là mình cũng kinh doanh bằng cái network marketing đó là dinh dưỡng Herbalife, và mình đã kết hợp vừa dinh dưỡng mà vừa trị liệu, thì cái chị khách hàng nó có kết quả, không những chị đó mà còn những chị khác của nhóm dinh dưỡng mình cũng vậy, cũng vừa trị liệu mà vừa dùng dinh dưỡng thì cũng có nhiều người có kết quả đó. Kết quả là cải thiện về làn da này, giấc ngủ, hay là nói chung là có kết quả hết đó, nhiều vấn đề lắm. Và cũng trong buổi dâm này mình cũng chia sẻ để cho mọi người hiểu về cái sản phẩm B90 này đó. Và cũng nhờ các lãnh đạo đã đem sản phẩm nó về Việt Nam để mà giúp cho cộng đồng có được sức khỏe tốt hơn, và mình cũng mong muốn là như vậy, để cho tạo ra công ăn việc làm cho của chúng ta nữa, nhằm cải thiện được thu nhập. Và cái chia sẻ của mình thì nói chung mà mình cũng mát, cho nên cũng chưa có thu thập này nhiều lắm, cho nên mà riêng mình chia sẻ là như vậy. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe, xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, vô cùng biết ơn anh Thạch đã chia sẻ cái cảm nhận của mình. Và sau khi mà trong một thời gian rất là ngắn thì anh đã có rất nhiều các kết quả. Nếu như anh chị đã có trong cái nhóm kết quả của B90 thì chúng ta thấy rằng buổi sáng ngày hôm nay anh Thạch có đưa lên một cái video kết quả vô cùng là tuyệt vời với anh chị ạ. Chính vì vậy mà chúng ta có thêm niềm tin, có thêm động lực để chúng ta lan tỏa cái giá trị của B90 đến với cộng đồng. Và có câu nói đó là phước trai chưa biết mà tin. Chúng ta tin rồi, chúng ta trải nghiệm thì sẽ có kết quả đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vô cùng biết ơn anh đã chia sẻ cái cảm nhận của mình trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Kính chúc cho anh thật nhiều sức khỏe và lan tỏa cái giá trị của B90 đến với cộng đồng thật nhiều, thật lớn mạnh hơn nữa ạ. Và ngay sau đây em thấy có một Vâng, người xin cảm chị cũng ơn. vào Zoom. Dạ vâng ạ. Em thấy có một người chị cũng vào Zoom từ đầu giờ và chị đang thấy những cái kết quả vô cùng là tuyệt vời. Chị cũng mỉm cười rất là tươi và cái nụ cười hạnh phúc của chị khi được trải nghiệm B90. Vậy thì ngay sau đây em Đỗ Hoàn trân trọng kính mời chị Hạnh Trần sẽ lên giao lưu cùng với tất cả quý anh chị và chia sẻ cái cảm nhận của chị khi biết đến B90 ạ. À, em trân trọng kính mời chị. Cảm ơn em Đỗ Hoàng rất nhiều cho mình cơ hội để chia sẻ với các anh chị em trong Zoom. Em xin kính chào các anh chị em đang trong buổi Zoom của Online của chúng ta. Em rất là tự hào và khi mà mình đang được đồng hành cùng với chiếc máy vô cùng tuyệt vời. Tại vì trước khi đến với về B90 thì em cũng tìm hiểu rất là kỹ về cái chiếc máy của mình. Tại vì trước khi mà cùng với B90 của mình thì em cũng đã đồng hành với những cái thiết bị có terahertz. Cho nên là khi mà nghe thông tin về B90 thì em cũng tìm hiểu thêm về các terahertz và BMF trong chiếc máy B90 của mình. Và khi mà trên thị trường cũng đang có rất là nhiều các cái dòng máy đang giống với cái sản phẩm B90 của chúng ta. Thì em đi tìm cái sự khác biệt, tại sao ở B90 của mình nó có cái gì xuất sắc hơn. Thì thực sự nó là một cái sự xuất sắc mà bây giờ đang là bậc nhất trong các cái thiết bị mà có công nghệ ánh sáng. Những cái thiết bị trên thị trường hiện nay các anh chị cũng đã thấy là một số lơ người ta đang có và một số các khách hàng cũng đang sử dụng. Thì em tìm hiểu ra thì đấy là cái dòng của họ là cái sóng ngắn BME. Cái sóng dòng sóng BME đó thì nó có những cái mà sóng ngắn liên tục và sóng ngắn ngắt quãng. Thì cái dòng sóng đó có một số các bệnh viện và một số các cái khách hàng, một số bệnh nhân ở cái tuyến lớn hơn, một tuyến cao cấp hơn, họ cũng đang được hưởng trong cái danh mục bảo hiểm y tế cho cái việc mà phục hồi chức năng của bệnh nhân ở cái bệnh viện lớn và một số bệnh nhân cao cấp. Nhưng BMS thì chưa, và cái các thiết bị đó thì nó chỉ có cái BME thôi, còn riêng cái sản phẩm của B90 của chúng ta thì có BMS, nó khác biệt hoàn toàn so với các cái máy cùng với dòng đó, và cái giá thành của mình nó rẻ hơn rất là nhiều.
Với cái trên thị trường thì các cái máy mà có BMS thì từ rất ra đời cũng khá là lâu rồi, nhưng mà họ là cái thiết bị mà trị liệu cục bộ. Những cái sản phẩm mà nâng cơ làm đẹp thì nó cũng có BMS, nhưng nó với cái giá thành rất là cao. Em đi tìm hiểu thì một số các cái máy mà chỉ làm trên mặt thôi, làm trên da mặt thôi cũng đã có giá là 60 triệu, 90 triệu một cái thiết bị mà đi trị liệu cục bộ như vậy. Và cũng có một số máy mà chỉ điều trị cho một chân thôi, lần điều trị khác thì lại phải cho chân khác vô, và cái giá thành của nó vô cùng cao, chứ nó không hề có cái giá mà cực kỳ tuyệt vời như cái B90 của mình. Thì với cái Tera B90 thì các anh chị cũng đã thấy rằng là các nhà khoa học cũng đã phát hiện rằng cái tần sóng của nó là tương đồng với cái tần số rung động của tế bào bình thường trong cơ thể của mình, nên là nó vô cùng an toàn cho cơ thể. Và còn BMS thì cũng vậy, các nhà khoa học, các tiến sĩ của cái viện mà khoa học Hoàng gia Thụy Điển mà công ty Olelai hợp tác, thì họ đã là những cái người mà phát triển từ rất lâu, nghiên cứu rất lâu trong các lĩnh vực y học. Thì họ nhìn thấy cái BMF của chúng ta là một trong những cái thành phần mà cấu tạo lên cơ thể của con người chúng ta. Các anh chị có biết là các cái thành phần cấu tạo lên cơ thể của chúng ta gồm những gì không ạ? Gồm 5 yếu tố. Ở đây trong đây các anh chị có hoạt động trong cái bên đông y thì các anh chị sẽ nắm được cái cấu tạo này của cơ thể, mà đó là 5 cái cấu tạo, 5 thành phần cấu tạo lên, đó là đất, nước, gió, lửa và điện từ. Trong đó thì đất là dinh dưỡng, nước, khí, lửa, lửa đó là cái nhiệt độ và ánh sáng trong cơ thể, và cái điện từ thì bây giờ trong B90 của chúng ta đó là cái tia BMS, là cái một trong cái yếu tố thứ năm để cấu tạo lên cơ thể. Mà cái yếu tố thứ năm này qua các cái sự hiện đại hóa, xã hội hóa thì nó đã bị quên lãng đi rất là lâu rồi. Và như một số các bác sĩ trong đông y thời vừa rồi thì chỉ thấy là 4 yếu tố trong cơ thể thôi, đó là đất, nước, gió, lửa thôi, nhưng thực sự thì đấy, cơ thể của chúng ta cấu tạo được bởi là đất, nước, gió, lửa và cái điện từ. Thì cái điện từ này đã đưa đến cho chúng ta, và bây giờ các anh chị cũng nhìn thấy người này năng lượng, ai cũng nói là cái anh chị này năng lượng, người em kia năng lượng, hoặc là cái này là bị đau năng lượng như vậy. Thì cái khi mà chúng ta có cái B90 ở bên mình thì nâng được cái tần số rung động năng lượng thế lên rất là nhiều. Cái tần số rung động và năng lượng của chúng ta mà cao thì chúng ta mọi hoạt động trong đời sống hàng ngày chúng ta sẽ rất là tích cực. Những người mà các anh chị có thấy không, những người mà năng lượng cao thì thường là nhìn thấy họ tích cực trong mọi các cái vấn đề của xã hội, và họ cũng đã rất là thành công. Và em cũng nhìn thấy các cái mặt mạnh đó của B90, và cũng đồng thời với cái sự ngưỡng mộ rất là lớn dành cho cái nhà lãnh đạo của Thắng và nhà lãnh đạo Dung. Cho nên là em đã không có vì vậy ngần ngại và đã đi với cái tem 125 của Việt Nam, và rất là tự tin với chiếc máy B90 của mình khi đi chia sẻ với mọi người. Thì em thì cũng chia sẻ với một số bệnh nhân, em thì chăm sóc bệnh nhân chưa nhiều, tại vì em bây giờ thì đang chưa full time được, em đang làm thuê cho phòng khám ở bên Tây, em thì chuyên môn ở bên bên sản. Vừa nãy anh Thân cũng đã có chia sẻ là nên nhìn về cái cho phụ nữ để cái góc đó, thì em cũng bên phụ khoa Tera Health em cũng đã có một cái, có những cái kết quả rất là tuyệt vời cho điều trị phụ khoa của phụ chị em phụ nữ. Cái việc mà làm ấm tử cung lên thì rất là tuyệt vời khi mà chúng ta được áp với tia Tera Health và BMF trong cái B90 của mình, và đặc biệt trong cái sản phẩm của mình có cái máy mới á, có cái máy mới thì việc việc mà làm ấm cái vùng tử cung đi vào các cái mạch trong cái vùng sàn chậu của phụ nữ thì chắc chắn là sẽ cho kết quả rất là tuyệt vời. Chắc chắn sắp tới thì em sẽ áp dụng cái máy và cho để trong cái điều trị bệnh phụ khoa cho bệnh nhân của mình. Các kết quả của B90 thì có rất nhiều trong cái nhóm của sản phẩm của mình, và em cũng xin góp một phần trong cái phần mà em vì sao mà em tự tin với cái máy B90 của mình khi mà đi chia sẻ trong những một số anh chị đang làm đang đồng hành cùng với em, thì đa số là y sĩ kỹ thuật viên trong với bên đông y, và họ rất là đón chào cái sản phẩm của mình và đang chăm sóc của bệnh nhân rất là tốt. Nên là em xin được góp và chia sẻ như vậy ạ. Cảm ơn.
Dạ vâng ạ, vô cùng biết ơn chị Hạnh Trần, một bác sĩ về bên Tây y quý cô anh chị ạ. Nhưng khi biết đến B90 thì nắm bắt ngay và luôn, vì biết rằng cái thiết bị này nó hỗ trợ cho sức khỏe vô cùng là tuyệt vời. Đặc biệt mà cái chủ đề anh Thân có nói đúng không ạ? Chủ đề này có thể là chắc là giám đốc Thắng và sẽ chia sẻ, sẽ cho anh em chị em chúng ta có một buổi về chủ đề này thì chắc chắn sẽ rất là sôi nổi đấy quý anh chị ạ, đúng không ạ? Dạ vâng, vì chúng ta không ngần ngại chia sẻ, vì nó mang lại cái sức khỏe cho chúng ta. Vì sự tử tế, sự đón nhận sự hạnh phúc thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có rất nhiều, có phúc về đúng không quý anh chị? Và xin chúc mừng cho chị Hạnh Trần đã biết đến một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời này để lan tỏa cái giá trị đến với cộng đồng. Dạ vâng ạ, và ngay sau đây em Đỗ Hoàn trân trọng kính mời một người chị mà trước đây chị là giáo viên quý anh chị ạ. Nhưng khi biết đến cơ hội này chị đã tập trung 100% năng lượng. Wow, quý cô bác anh chị có biết là ai không ạ? Một cô giáo tiếng Anh trước đây chưa làm MLM bao giờ. Nhưng khi biết đến cơ hội này thì chị đã tập trung 100% năng lượng. Và ngày hôm nay hệ thống của chị rất là lớn mạnh. Sóng sóng của Có MC một kém lắm. ngày chị đã thu nhập 1.000 đô đấy quý anh chị ạ. Và ngay đây em Đỗ Trân Trọng kính, em Trân Trọng kính mời chị Lê Hồng Mến ạ. À, một cô giáo đến từ Hà Nội. À, khi biết đến ngà B90 chị đã nắm bắt ngay và luôn, và ngày hôm nay có những ngày chị có thu nhập 1.000 đô quý anh chị ạ. Và em kính mời chị sẽ lên đây chia sẻ cái cảm nhận của chị khi biết đến Olyline, khi biết đến thiết bị B90 này như thế nào ạ. Trân Trọng kính mời chị. Dạ vâng, quý anh chị hãy thả cho chị Mến những tràng pháo tim, những bông hoa đỏ thắm để chào đón chị Hồng Mến nhé. Vâng, Hồng Mến xin gửi lời chào tới tất cả các anh chị em có mặt ở trong Zoom và cảm ơn MC Đỗ Hoàn đã cho Hồng Mến lên chia sẻ câu chuyện kinh doanh cùng sản phẩm Olyline với tập đoàn Olyline của mình. Thực ra thì không phải là Hồng Mến chưa làm Hồng Mến là một nhà giáo đã có gần 24 năm đứng lớp, nhưng cuối năm 2021 thì sau cái đại dịch Covid thì Hồng Mến cũng đã biết yêu sức khỏe và tìm hiểu những cơ hội để chăm sóc sức khỏe, và sau đó thì Hồng Mến đã biết tới cái thực phẩm chức năng, cũng giống như là anh Nguyễn Đức Thạch chia sẻ đấy, đó là ở đâu đó mọi người vẫn chưa hiểu về cái giá trị của thực phẩm chức năng, nhưng nó vô cùng quan trọng đối với đời sống con người, vì chúng ta hiểu rằng nó là thực phẩm bổ sung. Đã gọi là bổ sung nghĩa là chúng ta phải cần, những cái mà không có thiếu thì chúng ta cần phải bổ sung, đã gọi là bổ sung rồi. Nhưng mà mọi người nghĩ rằng cái từ bổ sung ở đây có nghĩa là có cũng được, không có cũng được, hiểu sai lệch hoàn toàn với cái ý nghĩa của nhà khoa học. Đã là bổ sung nghĩa là anh phải sử dụng đã, chứ không phải là đã gọi là bổ sung thì có cũng được không cũng được, thì đó là cái hiểu sai của những người chống chế không yêu sức khỏe. Còn đối với những người yêu sức khỏe thì ấy hiểu rằng thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung là thực phẩm cần thiết đối với con người, phải bổ sung định kỳ, tháng quý vân vân, theo yêu cầu của nhà khoa học. Đấy là đối với Hồng Mến. Và khi Hồng Mến thấy như vậy thì Hồng Mến ngay lập tức ra quyết định đó là nghỉ hưu để chọn con đường chăm sóc sức khỏe. Và cơ duyên đến với thực phẩm chức năng thì cũng từ cuối năm 21 cho đến hôm vừa rồi, đó là ngày mùng 1 tháng 5, thì một người bạn thân thiết của Hồng Mến, đó là em Miss Sĩ Hảo, là người mà thường xuyên dịch cho MC ở trong MC Hoàng Dung đấy, thì có mời Hồng Mến ra khách sạn Daewoo để dịch. Vì hôm đấy có mấy người Malaysia sang, thì Hồng Mến cũng tin rằng là người bạn của Hồng Mến rất là tuyệt vời, và đây là cũng là một cái ý để bạn đấy chia sẻ cơ hội kinh doanh cho mình. Thì Hồng Mến đã từ chối rất là khéo, bởi vì Hồng Mến cũng đang đang được tiếp cận và đón nhận thực phẩm chức năng để cho cơ thể mình rất là khỏe, và nó cũng có rất nhiều năng lượng hạnh phúc. Tuy nhiên thì lời từ chối của Hồng Mến cũng rất khéo, nhưng mà đến tối mùng 1 tháng 5 thì Hồng Mến có gửi lời cảm ơn bạn Hảo rằng là Hồng Mến rất là cảm ơn bạn, nhưng mà thôi chưa đủ duyên, để lần sau
thì mình sẽ ra cùng với bạn, vì cũng rất là ngưỡng nghề cô giáo tiếng Anh mà gần 3 năm nay chẳng được nói tiếng Anh rồi. Thế nhưng mà bạn Hảo thì bạn lại nói rằng họ còn ở đây mùng 2 và mùng 3 nữa cơ. Đấy, thế là một lời từ chối không, mình không thể từ chối được, đành buổi trưa ngày mùng 2 tháng 5 thì ra khách sạn Đài U, và cơ hội ở đó thì Hồng Yến được tiếp. Đâu rồi? Sao mất Dạ tiếng em đây vâng, đây? cả nhà hãy gửi năng lượng tình yêu thương đến cho chị Hồng Mến đi ạ. Mất sóng, mất sóng. Dạ vâng ạ. À, cả nhà hãy gửi năng lượng tình yêu thương đến cho chị Hồng Mến để chị Hồng Mến quay trở lại với phòng Zoom của chúng ta. Bây giờ là 21 giờ 46 phút rồi. Quý anh chị chúng ta thấy phòng Zoom quân không ạ? Không thể hoàn mong muốn rằng có nhiều anh chị trong hệ thống của chúng ta, trong tem 125, chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa cái giá trị của Odilife. Và ngày hôm nay, buổi tối này, ngày 3 tháng 7 năm 2024, chúng ta có 23, 24 thành viên. Và chắc chắn bằng giờ sang năm, chúng ta có 1.000 đến 2.000 thành viên, được không quý anh chị? Dạ vâng, chắc chắn là được ạ. Và buổi tối ngày hôm nay em Đỗ Hoàn cũng vô cùng biết ơn tất cả các anh chị đã bớt chút thời gian quý báu của mình để tham dự phòng Zoom và chia sẻ lan tỏa cái giá trị đến với cộng đồng. Em xin kính chúc cả nhà mình một buổi tối tràn đầy năng lượng và ngủ ngon giấc. Ngày mai chúng ta lại lan tỏa cái giá trị của Olyline đến với cộng đồng. Em xin biết ơn chị Mến rất là nhiều Vâng ạ. Và chúng ta ạ. trở lại phòng Zoom. Dạ Vâng, vâng. cảm ơn À, cả nhà dạ đã vâng ạ. chia sẻ thì chắc là mạng nó mất Mạng mạng. mạng Dạ, cuộc cuộc sống vâng, bạn nó wifi không có mất mạng. cuộc cuộc sống đôi khi là thế đấy ạ, nó mất Dạ một tí vâng, nó được được về nhiều ấy. chính xác luôn, Ừ, tuyệt tuyệt mất vời một tí quá. nhưng mà được nhiều đấy, Dạ, được. em Đỗ Hoàn biết ơn, chúng ta hãy năng lượng giống như anh Thân được không cả nhà? Vì chúng ta năng lượng là tạo nên ngân lượng đấy quý anh chị ạ. À, đúng không ạ? Vì em thấy có những hôm anh Thân mới 6 giờ sáng thôi đã chở chị cùng một cái chiếc máy đi trên đường rồi. Thì ngày hôm đó anh Thân có rất nhiều ngân lượng quay về với mình. Chính vì vậy mà ngày mai chúng ta hãy cùng nắm tay nhau, đúng ạ, cùng trao gửi cái năng lượng này đến với cộng đồng để làm sao chúng ta có cái giá trị trao gửi cho phòng Zoom buổi tối tiếp theo, được không ạ? Và chúng ta đừng quên quay lại phòng Zoom vào tối thứ sáu để chúng ta nhận được giá trị của chủ giảng Lê Diễm Phước. Em Đỗ Hoàn xin kính chúc cả nhà